Ok rồi anh em nhá. Chào Cừu nhá. Chào Minh Tự. Chào Trường Minh nhá. Chào Trường Nhật nhá. Trường Minh, Trường Nhật à? Hai anh em à? Chào Trung Dũng nhá. Chào Lương Hoàng nhá. Rồi, lâu lắm rồi chúng ta mới quay lại chữa sách. Cái lý thuyết vật lý 360 độ. Hello anh em, hello Lê Tuấn, hello Phạm Thị Tuyết. Hello Trần Lê Minh, hello Nguyễn Văn Đức. Rồi, tác bạn bè vào vô ôn một chút đi nào. Anh em bạn bè vào vô ôn một chút nào. Sẽ like đúng lúc đánh Liên Quân được thế nào. Bỏ Liên Quân đi mà học đi chứ. Giờ còn Liên Quân gì nữa. Còn 40 ngày nữa thôi mà vẫn còn Liên Quân à. Hỏng rồi, 40 ngày nữa mà giờ còn Liên Quân là hỏng rồi anh em ạ. Ok, hello anh em nha. Hôm nọ mình chưa trang bao nhiêu rồi nhỉ? Hôm nọ mình chưa trang 195 rồi đúng không? Hôm nay mình sẽ tiếp tục từ trang 195 nha. Mình sẽ tiếp tục từ trang 195 nha. Xóa gì không tải về luôn chứ xóa gì nữa hả? Trời ơi, lớn rồi. Còn phải Free Fire nữa à? Trời ơi. Rồi, ok. Hôm nọ thì chúng ta đã chưa đến trang 195 rồi đúng không? Hôm nay chưa tiếp nha. Và anh em có sách thì mở ra nào. Anh em có sách thì mở ra để chữa cho tiện nào. Anh em có sách mở ra chữa cho tiện nào. Rồi. Ok. Và anh em sẵn sàng chữa chữa sách comment số 1 cho anh em cho anh nào. Anh em chữa sẵn sàng chữa sách comment số 1 cho anh nào. Trang 195 anh em nhá. Trang 196 thì phải. Trang 196 được chưa? Bắt đầu chương 2 sóng cơ học. Trang 196. Đấy, comment số 1 đi. Rồi ok, bắt đầu nào. Chủ đề 1 sóng cơ học nhá. Cố gắng hôm nay mình sẽ được khoảng 15 20 trang gì đấy, hết được chủ đề 1 nhá. Chủ đề 1 này, sóng cơ học này. Câu 1 nhá. Câu 1 nào. Em đọc câu 1 đi nào. Một người ngồi trên bờ biển, thấy có 5 ngọn sóng đi qua trước mắt mình trong một thời gian là 10 giây. Chu kỳ dao động của mình là gì? Có 5 ngọn sóng đi qua liên tiếp thì đây là mấy chu kỳ các em? Đây là 4 chu kỳ nha. Đây là 4 chu kỳ của mình bằng 10 giây. Được chưa? 5 ngọn sóng liên tiếp mà. Hai ngọn sóng thì cách nhau bao nhiêu? Hai ngọn sóng thì cách nhau một chu kỳ, vậy thì 5 ngọn sóng sẽ cách nhau 4 chu kỳ. Từ đây suy ra được một chu kỳ của mình là 10 chia cho 4. 10 chia 4 là 2,5 giây. Câu 1 sẽ là đáp án B. Rồi, câu 2 nào. Quãng đường sóng truyền đi trong một chu kỳ sẽ gọi là bước sóng, được chưa? Câu 2 đáp án B, bước sóng. Câu 3 nào. Biên độ của sóng sẽ là đây, A thôi. Câu 3 đáp án B. Câu 4 nào. Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây là sai nhá? Sóng dọc lan truyền được trong chất khí, đúng này. Sóng dọc lan truyền được trong chất rắn, đúng này. Sóng ngang lan truyền được trong chất khí à? Sóng ngang không lan truyền được chất khí nhá. Sóng ngang của mình chỉ truyền được sóng sóng cơ học ấy. Khi nói về sóng cơ học thì sóng ngang của mình chỉ truyền được trên bề mặt chất lỏng và trong chất rắn thôi. Đấy chưa? Sóng ngang truyền được trong chất rắn này, chuẩn rồi. Vậy thì câu 4 của mình sẽ là đáp án C. Rồi, câu 5 nào. Một sóng dọc truyền trong môi trường thì phương dao động của phần tử môi trường phải làm sao? Phải trùng với phương truyền sóng nhá. Câu 5 đáp án A. Sóng ngang thì vuông góc với phương truyền, còn sóng dọc là trùng với phương truyền. Câu 6 nào. Sóng cơ được gọi là sóng dọc khi các phần tử môi trường dao động theo phương gì đây? Trùng với phương truyền sóng nhá, chứ không phải là ngang hay đứng gì hết. Nó không phụ thuộc thêm là theo phương ngang hay phương thẳng đứng, mà nó quan trọng là so với phương truyền sóng. Trùng với phương truyền sóng thì là dọc, và vuông với phương truyền sóng thì gọi là ngang. Câu 6 đáp án B. Rồi, câu 7 nào. Bước sóng lambda trong sóng cơ học là gì? Là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ sóng. Đúng rồi. Để chờ đọc những câu sau nào. Là khoảng cách giữa hai điểm dao động đồng pha trên phương truyền sóng là thiếu, nó phải là hạ khoảng cách giữa hai điểm cùng pha trên cùng phương truyền sóng mà phải gần nhau nhất cơ. Đây thiếu chứ gần nhau nhất, được chưa? Là quãng đường sóng truyền được trong một giây thì không phải này, là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm vuông pha cũng không phải này, phải là câu 7 đáp án A. Rồi, ok, tiếp tục nào. Câu 8 nào. Một sóng cơ truyền dọc theo trục cos x với phương trình là u bằng 2 cos của 40pt trừ đi 2px. Biên độ của sóng này thì là 2 đơn vị là mm. Câu 8 đáp án A. Được chưa nào? Ok, hello Việt Anh nhá, và học em ơi. Câu 9 nào. Sóng dọc thì không truyền được ở đâu? Sóng dọc của mình truyền được cả trong rắn lỏng khí, chỉ không truyền được trên không thôi. Trên không là sóng cơ không thể truyền được trên không luôn, chứ đừng nói sóng dọc, được chưa? Câu 9 đáp án A. Câu 10 nào. Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là gì? Là tốc độ cực tiểu của thành phần môi trường là sai nhá. Tốc độ truyền sóng ấy là phụ thuộc vào bản chất môi trường và không thay đổi đối với môi trường đó.
là tốc độ lan truyền giao động cơ trong môi trường đó, đúng không nào? Phải là tốc độ lan truyền giao động cơ trong môi trường đó. Câu 10 đáp án B. Rồi, anh em xem hộ anh cái gì nhỉ? Cái trang đầu tiên này có câu nào sai đáp án không nhá? Câu nào sai đáp án thì báo anh để anh sửa luôn vào ô đáp án bên dưới nhá. Được chưa? Rồi, tiếp nào. Sang trang tiếp theo nhá. Sang trang tiếp theo nha anh em nhá. Câu 11. Khi nói về các đại lượng đặc trưng của sóng, phát biểu nào sau đây là không đúng? Like có lưu lại em nhá. Em chỉ cần share về tường thôi thì lúc nào xem quay lại vào tường của mình xem cho nó dễ. Được chưa? Chứ nếu mà em ngồi em lướt lại từ đầu thì cái page nó rất là nhiều bài, thế để tiện nhất ấy thì tốt nhất cứ share về, đến lúc nào gì đến lúc nào cần xem thì quay lại xem là được. Khi nói về các đại lượng đặc trưng của sóng, phát biểu nào sau đây là không đúng? Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ là đúng rồi này. Tốc độ truyền sóng là tốc độ của một phần tử môi trường khi đi qua vị trí cân bằng là sai nhá. Đây là tốc độ cực đại của chính cái phần tử ấy thôi chứ không phải tốc độ truyền sóng. Câu 11 đáp án B. Rồi, câu 12 nào. Bước sóng là gì? Là quãng đường sóng truyền được trong một giây là sai này. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là sai này. Phải là cùng pha nhau mới đúng, đúng không nào? Khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha trên một phương truyền nhưng mà lại thiếu gì? Lại thiếu là gần nhau nhất, được chưa? Không gần nhau nhất thì không được coi là một bước sóng. Câu D nào? Quãng đường sóng truyền được trong một chu kỳ, chuẩn luôn. Câu 12 đáp án D. Tiếp nào? Câu 13 nào? Lambda của mình thì bằng gì nào? Phải bằng V chia cho F, được chưa? Lambda của mình ấy là quãng đường sóng truyền được trong một chu kỳ thì bằng với vận tốc truyền sóng nhân với chu kỳ thôi. Và chu kỳ của mình là 1 trên F cũng được thì vậy là bằng V trên F. Được chưa? Câu 13 đáp án B. Mình cứ suy thẳng từ định nghĩa ra nhá, đúng không? Lambda là quãng đường sóng truyền được trong một chu kỳ thì là bằng với gì? Tốc độ truyền sóng nhân với chu kỳ thôi. Không? Quãng đường bằng với vận tốc nhân thời gian. Câu 14 nào? Sóng cơ lan truyền trong môi trường đàn hồi vận tốc V không đổi khi tăng tần số sóng lên 2 lần thì bước sóng như nào? Rồi, V của mình là không đổi nhá, mà lambda bằng V chia cho F, đúng không? Tăng F lên 2 lần thì lambda phải giảm xuống 2 lần. Câu 14 đáp án B. Câu 15 nào? V của mình thì là lambda chia cho F thôi. Câu 15 đáp án A. Câu 16 nào? Một sóng cơ chu kỳ là 2 giây, truyền với tốc độ là 1 mét trên giây. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó cùng pha với nhau thì đây là một lambda, đúng không? Lambda của mình là V nhân T thôi. Bằng V nhân T là 2 giây nhân 1 mét trên giây thì là bao nhiêu? Là 2 mét, đúng không nào? Câu 16 đáp án B. Câu 17 nào? Một người quan sát một chiếc phao nổi trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 6 lần trong 15 giây. Thì cái này giống câu vừa nãy là gì? 6 cái đỉnh sóng thì tương ứng với bao nhiêu? Tương ứng với bao nhiêu chu kỳ? Tương ứng với 5 chu kỳ, đúng không nào? 5 chu kỳ nhá, bằng 15 giây. Từ đây suy ra được một chu kỳ của mình là 3 giây. Đó, câu 17 đáp án A. Câu 18 nào? Trong sóng cơ, sóng dọc truyền được trong các môi trường nào? Sóng dọc truyền được trong cả rắn lỏng khí, chỉ không truyền được cho chân không thôi. Được chưa? Câu 18 đáp án C. Đó, câu 19 nào? Delta phi của mình, delta phi của mình sẽ là 2PD chia cho lambda nhá. Câu 19 đáp án C. Câu anh ơi, câu 15B à? Đọc lại xem nào, đọc câu 15 nhá. Lambda bằng V chia F chứ không phải V bằng lambda chia F, đọc lộn. Đây, lambda bằng V trên F, mặt với mũi, được chưa? Từ đây suy ra được là V của mình là lambda nhân F. Đang đọc quen mồm là lambda bằng V trên F rồi thì thấy ông kia ở dưới F ở dưới mẫu phát phanh luôn. Hỏng thật, câu 15 đáp án B. Rồi, tiếp này, câu 20 nào. Một sóng truyền trong môi trường thì phương dao động của các phần tử làm sao đâu? Sóng dọc nhá, sóng dọc của mình phải làm sao? Trùng với phương truyền sóng. Câu 20 đáp án B. Tiếp nào, sang trang 198 nào. Câu 21 nào. Một sóng cơ truyền trong sóng truyền theo trục cô X với phương trình như sau. Tần số của sóng là gì? Tần số của sóng là F bằng với omega chia cho 2pi. Ở đây omega của mình là 4pi này, chia cho 2pi này, bằng 2Hz, được chưa? Câu 21 đáp án D. Rồi, tiếp theo nào. Câu 22 nào. Một sóng X có phương trình dao động là gì? Tại một điểm M cách O một đoạn X, đúng không nào? Tại điểm M cách O một đoạn X thì chắc chắn là phải làm sao? Phải trễ pha O một đoạn là gì? Trừ 2PX trên lambda, đúng không nào? Đó chính là phương trình của điểm O và trừ đi 2PX trên lambda thôi. Câu 22 mình chọn đáp án gì nào? Câu 22 mình sẽ chọn đáp án A, được chưa? Đấy, nguồn sóng luôn luôn là dao động sớm pha nhất. Tất cả những điểm sau nguồn sóng thì đều dao động làm sao? Trễ pha hơn, nên thế mình phải trừ đi độ lệch pha. Độ lệch pha của mình là 2PX trên lambda. Đó, câu 22, đáp án A. Tiếp nào, câu 23 nào. Quãng đường sóng truyền được trong 20 chu kỳ. Rồi, quãng đường sóng truyền được trong 20 chu kỳ là
20 lambda, đúng không? Lambda của mình là V trên F, vậy thì bằng 20 V trên F thôi. Câu 23 đáp án C. Câu 23 đáp án C. Câu 24 nào? Sóng cơ là chuyển động của một vật rộng điều hòa, chưa đủ là sự truyền chuyển động cơ trong không khí à? Cũng chưa đủ đấy chưa? Câu 24 IC à, dao động cơ không được, phải là dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất, được chưa? Trong môi trường vật chất nhé. Hay thiếu chữ vật chất nữa thì hợp lý hơn. Đó, thì sẽ đầy đủ hơn. Câu 24 đáp án D. Câu 25 nào? Trong sự truyền sóng cơ, sóng dọc không truyền được trong chân không nhá. Câu 25 đáp án D. Câu 26 nào? Trong sóng cơ phân biệt sóng dọc và sóng ngang ấy, thì anh vừa bảo rồi, nó không quan trọng là theo phương nào, mà quan trọng là cái phương đấy của mình có trùng hay là vuông góc hay không. Nếu trùng thì là sóng dọc, còn nếu vuông góc với phương truyền sóng thì là sóng ngang. Câu 26 đáp án C. Sự phụ thuộc của mình phải là vào phương dao động và phương truyền sóng. Câu 27 nào? Đối với sóng cơ học, tốc độ truyền sóng là gì? Phụ thuộc vào chu kỳ bước sóng bản chất môi trường à? Phụ thuộc vào bước sóng bản chất môi trường, chỉ phụ thuộc vào tần số sóng à? Nó chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường thôi nhá các em nhá. Tốc độ truyền sóng của mình chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường thôi. Bản chất môi trường đấy nó làm sao? Nó liên kết tốt thì nó sẽ càng truyền nhanh, ví dụ như chất rắn chẳng hạn. Trong chất rắn thì liên kết nó tốt hơn so với chất lỏng và chất khí, thì tốc độ truyền sóng trong gì? Chất rắn bao giờ nó cũng lớn hơn so với chất lỏng và chất khí. Câu 27 đáp án D. Câu 28 nào? Lambda của mình thì bằng gì đây? Lambda của mình bằng V nhân T, bằng tốc độ truyền sóng nhân với thời gian thôi. Quãng đường truyền được trong một chu kỳ bằng tốc độ nhân thời gian. 28D. 29. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng, dao động phải là cùng pha với nhau. Câu 29 đáp án B. Câu 30 nào? Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nó sẽ là đúng. Sóng trong đó là các phần tử môi trường dao động theo phương ngang, là sóng ngang là thiếu nha. Phải là vuông góc với phương truyền sóng thì mới là sóng ngang. Sóng cơ là quá trình lan truyền các phần tử vật chất trong môi trường. Tốc độ truyền sóng là tốc độ lan truyền dao động của môi trường. Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một đơn vị thời gian là sai này. Rồi mình còn băn khoăn BVC đúng không? Đọc kỹ nào. Sóng cơ là quá trình lan truyền các phần tử vật chất trong môi trường. Trong một môi trường à? Tốc độ truyền sóng là tốc độ truyền dao động trong môi trường thì hợp lý hơn này. Câu 30 đáp án C nha, vì câu B nó không nói rõ ra là dao động cái gì nhỉ? Cái lan truyền phần tử đấy nó không phải là lan truyền một cái phần tử rộng điều hòa không, mà bản thân cái phần tử đấy phải rộng điều hòa đã, sau đó kéo theo những phần tử tiếp theo truyền pha dao động cơ, thì nên là câu B của mình là còn gì? Còn chưa đủ được chưa? Tiếp nào, sang trang 199 nào. Câu 31, trong sự truyền sóng cơ, quãng đường sóng truyền được trong một chu kỳ thì gọi là bước sóng. Câu 31 đáp án C. Câu 32 nào, một sóng cơ truyền trong trục OX theo bước sóng 20 cm. Trên trục OX, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm mà tại đó phần tử dao động ngược pha với nhau thì phải là lambda 92 nhá. Đây là ngược pha nhá, suy được lambda 92. Lambda của mình là 20 rồi, chia 2 thì còn là 10 cm thôi. Câu 32 đáp án A. Tiếp theo nào, câu 33 nào, sóng ngang thì chỉ truyền được trên bề mặt chất lỏng và trong chất rắn thôi. Câu 33 đáp án D. Câu 34 nào, trong sự truyền sóng cơ, chu kỳ dao động của phần tử môi trường có sóng truyền qua chính là chu kỳ sóng. Câu 34 đáp án A. Rồi, trên một phương truyền dao động lệch pha nhau một góc là delta phi bằng 2kpi thì nó sẽ là những cái điểm cùng pha nhau, mà những điểm cùng pha nhau thì phải cách nhau làm sao? Nguyên lần bó sóng, nguyên lần bước sóng đúng không nào? Phải cách nhau nguyên lần bước sóng. Câu 35 đáp án D. Câu 36 nào? Tốc độ truyền sóng của mình, tốc độ truyền sóng của mình bây giờ mình đang có là đo được khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là 10 cm, thì đây chính là bao nhiêu? Đây chính là lambda rồi, đúng không nào? Vậy thì V của mình ấy, được chưa? Bằng lambda nhân F nha. V của mình bằng lambda nhân F là bằng bao nhiêu? 10 nhân với 50 là bằng 500 gì? 500 cm/s. 500 cm/s là tương với 5 m/s thôi. Câu 36 đáp án D. Tiếp tục nào, câu 37 nào. Rồi, nó cho cái gì? Đây là cái hình của gì? Của sóng truyền theo trục OX. Truyền theo trục OX rồi nhá, vậy truyền theo chiều dương rồi nhá. Vậy thì làm sao đây? Chiều chuyển động nhá, chiều chuyển động nhá. Thì những cái điểm như điểm A này, điểm C này, nó đang ở biên. Nó đang ở biên ấy thì tốc độ của nó bằng 0. Tốc độ nó bằng 0 nên chiều chuyển động của nó mình không xác định được, mình sẽ cho là nó đang đứng yên thôi. Thấy chưa? Điểm B của mình này nó phải có làm sao? Xu hướng đi lên. Đúng nào? Điểm D của mình ấy thì đang có xu hướng đi xuống, điểm E của mình thì đang có xu hướng đi lên. Vậy thì nó sẽ là gì? AC đứng yên, BE đi gì? Đi lên, còn D thì đi xuống. Câu 37 đáp án A. Nhiều bạn bây giờ vẫn chưa biết xác định cái chiều gì nhỉ? Cái chiều xu hướng nó đi đâu? Mình phải làm sao? Xác định chiều truyền sóng này. Thấy chưa? Vậy thì sườn trước của mình là đi lên, còn sườn sau của mình là đi xuống nhá.
Được chưa? Hoặc còn có thể hiểu đơn giản hơn là gì? Là nó hướng đến cái gì? Cái ông nó sẽ hướng đến cái ông đằng trước nó, ông B này, ông sẽ có xu hướng đi theo cái ông mà gì? Ngay đằng trước nó này. Đấy, cái ông mà ngay đằng trước nó này gần nguồn sóng hơn này. Đấy, được chưa? Câu 38 nào. Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường, dao động của mọi điểm của mọi điểm trong một môi trường. Một gì đây? Một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường, sự truyền chuyển động các phần tử trong một môi trường. Vậy thì sóng cơ của mình chuẩn nhất ấy phải là dao động cơ lan truyền trong một môi trường. Câu 38 đáp án A, được chưa? Dao động cơ nhá. Nó phải là dao động đã. Thấy chưa? Còn chuyển động theo kiểu gọi là ví dụ với các em đứng thành một hàng chẳng hạn, một ông đẩy nhau chẳng hạn, một ông này ông đẩy ông đầu hàng ông đẩy ông thứ hai ngã vào ông thứ ba xong cứ thế đổ vào người nhau, đấy cũng gọi là sóng. Thấy chưa? Nó phải là sự dao động cơ. Câu 39 nào. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sóng cơ? Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng, đúng này. Sóng cơ không truyền được trong chân không là đúng này, vì không có phần tử vật chất thì không truyền được. Sóng cơ là dao động lan truyền trong một môi trường. Dao động cơ lan truyền trong một môi trường, đúng rồi. Sóng cơ là quá trình lan truyền các phần tử vật chất là sai nhá. Các phần tử vật chất của mình không lan truyền đi mà nó sẽ làm sao? Sẽ dao động tại vị trí cân bằng của nó. Câu 39 đáp án D. Được chưa? Câu 40 nào. Trong sự truyền sóng cơ, chu kỳ dao động của phần tử môi trường thì có sóng truyền qua thì được gọi là chu kỳ sóng. Câu 40 đáp án A. Sách mua ở đâu vậy ạ? Em nhắn tin cho Pet em nha. Em nhắn tin cho Pet với cú pháp là sách 360 độ. Giờ hỏi luôn đi còn kịp vậy, được chưa? Chưa đến trang bao nhiêu rồi? Chưa đến trang 200 đến nơi rồi. Nào, trang 200 rồi nào. Được một nửa quyển sách rồi anh em ơi. Được một nửa quyển sách rồi. Trang 200 nào. Câu 41, trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường truyền sóng. Là đúng rồi này, được chưa? Tốc độ cực tiểu của các phần tử là sai này, tốc độ chuyển động của các phần tử cũng sai này, tốc độ cực đại cũng sai này. Câu 41 đáp án A. Câu 42 nào. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gì gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha là thiếu, nó phải là trên gì? Cùng một phương truyền sóng nữa, được chưa? Cùng một phương truyền nữa mới đủ, được chưa? Cùng một phương truyền nữa mới đủ nhá. Câu B nào, trên cùng phương truyền mà tại đó hai điểm dao động cùng pha thì thiếu là gần nhau nhất, được chưa? Thiếu gần nhau nhất nhá. Thiếu chữ gần nhau nhất. Đó, nó thiếu chữ gần nhau nhất. Rồi, vậy thì câu B cũng không được. Câu C nào, trên cùng một phương truyền mà tại đó ngược pha đã sai rồi này. Câu D nào, gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng và dao động của hai đó cùng pha, được chưa? Câu này là chuẩn nhất, đầy đủ ý nhất này. Vậy thì câu 42 đáp án D. Câu 43 nào, khi có một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi? Cái đại lượng không thay đổi duy nhất của mình sẽ tần số sóng nhá. Tần số sóng của mình phụ thuộc vào nguồn sóng, được chưa? Phụ thuộc vào nguồn sóng chứ không phụ thuộc vào môi trường. Chỉ có gì? Tốc độ truyền sóng mới phụ thuộc vào môi trường thôi. Và bước sóng cũng vậy. Được chưa? Chỉ có tần số sóng của mình là sao? Là phụ thuộc vào nguồn và không ảnh hưởng khi mà truyền từ môi trường này sang môi trường khác. Câu 43 đáp án D. Câu 44, em comment về page nhá. Em nhắn tin về page nhá, sẽ có hướng dẫn mua sách nhá. Câu 44 nào, trong sự truyền sóng cơ, biên độ dao động cùng phần tử môi trường có sóng truyền qua thì được gọi là biên độ của sóng. Câu 44 đáp án B. Được chưa? Câu 45 nào, chu kỳ dao động của phần tử của mình thì chính là chu kỳ của sóng luôn. Câu 45 đáp án C. Câu 46 nào, năng lượng dao động của một phần tử thì cũng gọi là năng lượng của sóng luôn. Câu 46 đáp án A. Câu 47 nào, tốc độ truyền sóng cơ thông thường không phụ thuộc vào gì? Tần số và biên độ của sóng à? Đúng rồi, tốc độ truyền sóng của mình sẽ không phụ thuộc vào tần số và biên độ nhá. Câu 47 đáp án A. Nhiệt độ của môi trường là đúng này, vì nó phụ thuộc vào bản chất của môi trường nên nó sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường nhá. Được chưa? Phụ thuộc vào bản chất môi trường, đúng rồi này, nhiệt độ của môi trường được rồi này, bản chất của môi trường này. Vậy chỉ có đáp án A là không có chữ môi trường thôi, thì mình sẽ chọn đáp án A. Câu 47 đáp án A. Câu 48 nào, phát biểu nào sau đây là đúng nha? Khi nói về sóng cơ, bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha, được chưa? Thiếu chữ gần nhất, thiếu chữ gần nhất không được. Câu B, sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc là sai. Sóng cơ truyền trong chất rắn có thể là sóng dọc, cũng có thể là sóng ngang. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang là sai luôn ý. Vì sao? Chỉ trên bề mặt chất lỏng mới là sóng ngang thôi, còn trong lòng chất lỏng thì phải là sóng dọc. Được chưa? Câu D nào, bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà tại đó hai điểm rộng cùng pha, chuẩn luôn rồi. Câu 48 đáp án D. Câu 49 nào, câu 49 nào, sóng ngang của mình là gì? Là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. Câu 49 đáp án B. Câu 50 nào, một sóng cơ hình sin truyền theo chiều dương trục của x, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà một phần tử môi trường tại đó dao động cùng pha với nhau thì gọi là một bước sóng. Câu 50 đáp án B.
Rồi ok, có 50 xong rồi. Hết 200 trang, hết nửa quyển sách. Quyển sách có 400 trang rồi. Nào, trang 51 nào. Câu 51 nào. Đại lượng không thay đổi khi sóng cơ truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì là tần số sóng. Câu 41 đáp án A. Câu 40 à câu 52 nào. Tốc độ gì truyền sóng phụ thuộc vào đâu? Phụ thuộc vào bản chất của môi trường. Câu 52 đáp án A. Câu 53 nào. Sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của phân tử tại đó phải làm sao? Trùng với phương gì? Trùng với phương truyền sóng. Câu 53 đáp án C. Câu 54 nào. Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước, từ không khí vào nước nha. Anh em chú ý này, tần số của nó sẽ không thay đổi được là chắc chắn rồi này. Còn từ những kia mình xem nó sao sai ở đâu nhá. Thế giờ từ không khí vào nước thì V không khí của mình làm sao? V không khí của mình sẽ nhỏ hơn V nước nha. Có nghĩa là V của không khí nhỏ hơn V của lỏng, được chưa? Đây, V không khí này nhỏ hơn V của lỏng này và nhỏ hơn V của rắn này. Vậy truyền từ không khí vào nước ấy thì làm sao? Thì truyền từ không khí vào nước ấy thì làm sao? Tốc độ phải tăng lên. Tốc độ tăng lên thì bước sóng cũng phải tăng lên. Thế là bước sóng giảm là sai này. Bước sóng của nó không thay đổi gì cũng là sai này. Chu kỳ của nó tăng cũng là sai này. Vì tần số không thay đổi nên làm sao? Chu kỳ cũng không thay đổi. Câu 54 đáp án B. Câu 55 nào? Một gì đây? Sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi? Thì vẫn là gì? Tần số của sóng thôi. Được chưa? Câu 56 nào? Trong sự truyền sóng cơ, tần số dao động của phân tử môi trường có sóng truyền qua thì được gọi là tần số của sóng. Câu 56 đáp án C. Câu 57 nào, phát biểu nào sau đây là không đúng khi có một sóng ngang trên một sợi dây căng ngang nhá. Bước sóng là khoảng cách giữa hai phân tử gần nhau nhất trên dây mà dao động tại hai phân tử đó cùng pha. Đúng luôn rồi, thấy chưa? Trên cùng sợi dây chính là trên cùng phương truyền rồi. Câu B nào, bước sóng là quãng đường sóng lan truyền được trên dây trong một chu kỳ sóng. Đúng rồi. Câu C nào, bước sóng là khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp trên dây. Cũng đúng. Câu D nào, bước sóng là khoảng cách giữa hai phần tử đang ở vị trí cân bằng liên tiếp trên dây thì là sai nhá. Để chưa? Phải là hai cái đỉnh sóng cơ, nó phải như này này. Đây, nó phải như này nhá. Để chưa? Thì hai cái đỉnh này nó mới cách nhau gì? Hai cái đỉnh này nó mới cách nhau một lambda nhá. Còn gì? Còn hai cái điểm này thì không cách nhau một lambda đâu. Vậy nên câu 57 đáp án D. Được chưa? Câu 57 đáp án D nhá. Câu 58 nào? Câu 58 nào? Đại lượng nào sau đây không thay đổi khi sóng cơ truyền từ môi trường đàn hồi này sang môi trường đàn hồi khác? Thì chính là tần số của sóng. Câu 58 đáp án A. Câu 59 nào, bước sóng của một sóng nghìn sin là quãng đường sóng truyền được trong một chu kỳ, được chưa? Câu 59 đáp án D. Rồi sang câu 60 nào, đối với một sóng cơ để phân biệt sóng dọc và sóng ngang thì người ta căn cứ vào mối quan hệ giữa phương dao động của phân tử môi trường và phương gì, và phương truyền sóng nha, chứ không phải là xem cái đấy là dọc hay ngang, mà phải xem là so sánh xem nó có trùng với phương truyền sóng không hay là vuông góc phương truyền sóng không. Được chưa? Vậy thì mình chọn nó đây, phương truyền sóng và phương gì đây, và phương truyền sóng của phân tử môi trường và phương gì, và phương dao động. Câu 60 đáp án B. Rồi câu 61 nào, sang trang 100 à 202 nào, sang câu 61 nào. Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha với nhau được gọi là một bước sóng. Câu 61 đáp án A. Câu 62 nào, khi nói về sự truyền sóng cơ trên môi trường, phát biểu nào sau đây là đúng? Những phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha là gì đây? Là chưa đủ nhá. Vì sao? Vì nó phải là trên cùng phương truyền cơ, được chưa? Đây thiếu chữ trên cùng phương truyền nên câu ý A là sai này. Ý B này, hai phần tử của môi trường cách nhau 1/4 bước sóng thì dao động lệch pha nhau 90 độ là cũng thiếu phương truyền. Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng này, đấy nó thiếu cái này quan trọng nhất này. Cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha chuẩn luôn. Câu 62 đáp án C. Câu 63 nào anh em ơi, câu 63 nào. Một sóng cơ hình sin truyền trong môi trường xét trên một phương truyền sóng, khoảng cách giữa hai phân tử môi trường làm sao? Dao động cùng pha là 1/4 bước sóng là sai nhá. Gần nhau nhất dao động cùng pha là một bước sóng này, dao động ngược pha là 1/4 bước sóng là sai này, phải là lambda trên 2. Thấy chưa? Gần nhau nhất dao động ngược pha với nhau là một bước sóng cũng sai, phải là lambda trên 2. Vậy thì câu 63 của mình sẽ đáp án gì? Sẽ đáp án B anh em nhá. Thấy chưa? Sẽ đáp án B anh em nhá. Thấy chưa? Rồi, vậy thì câu 63 đáp án B. Tiếp tục nào, câu 64 nào. Trong sóng cơ, sóng dọc thì không truyền được trong chân không. Được chưa? Sóng ngang cũng không truyền được trên không. Cứ là sóng cơ học thì là không truyền được trong chân không nhá. Vô chế có 10 phút mà 60 câu rồi à? Tốc độ em ơi, tốc độ em ơi. Tiếp tục nào, anh em tốc độ tiếp nào. Cái này phải chưa nhanh thôi, được chưa? 65 nào. Một sóng cơ hình sin truyền theo trục x, quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ thì bằng với một bước sóng. Câu 65 đáp án C. Câu 66 nào. Lambda của mình thì phải là gì? Phải là lambda của mình phải là V trên F các em nhá. Lambda của mình là V trên F. Câu 66 đáp án B.
Câu 67 nào, T của mình thì bằng với gì? 1 trên F, câu này là từ chương 1 luôn rồi chứ không phải là sang chương 2 nữa, được chưa? Câu 68 nào, lambda của mình thì là bằng với quãng đường truyền được trong một chu kỳ thì là tốc độ truyền sóng nhân với một chu kỳ thôi. Câu 68 đáp án A. Câu 69 nào, câu 69 nào, công thức liên hệ. Câu này lặp lại y bên trên à? Là lambda bằng V nhân T thôi. Câu 69 lặp lại bên trên nhá. 669 nào, đọc kỹ 69 nào. Sao lại đọc kỹ 69 nó có vấn đề gì nào? Sao lại là đáp án B này? Hai con này nhiều có lỗi thì sao ấy? Câu 69 nó có lỗi nhỉ? Hai cái này V nhân T, cái này V nhân T này. Rồi ok, 69 có lỗi nhá. Câu 69 là cả A và B nhá. Được chưa? Câu 69 là cả A và B được chưa? Câu 70 nào. Lambda của mình thì bằng với V trên F được chưa? Anh em phải làm thạo đến mức mà không thể nhầm được nữa ấy. Đấy, phải nhớ lẩy số luôn là lambda bằng V trên F, lambda bằng V nhân T. Đấy, V bằng lambda nhân F. Câu 70 đáp án A. Câu 200 câu gì nhỉ? Sang 203 nào. Câu 71 nào. Lambda của mình là V nhân T, được chưa? Đấy, quãng đường bằng tốc độ nhân thời gian. Anh em cứ nhớ cho anh là quãng đường bằng tốc độ nhân thời gian. Thế là được rồi. Còn nếu mà không nhớ được cái công thức là V trên F ấy, thì phân tích tiếp theo là T bằng 1 trên F. Được chưa? Là không bao giờ nhầm được. Không bao giờ nhầm nhá. Tiếp theo này, V của mình ấy là tốc độ. Tốc độ thì bằng quãng đường chia thời gian. Quãng đường là lambda, thời gian là chu kỳ. Câu 72 đáp án B. Câu 73 nào? Câu 73 nào? V của mình lại là tốc độ à? Tốc độ của mình được chưa? Tốc độ của mình bản chất là bằng gì? Bằng lambda chia cho t. Nhưng mà chia cho t thì có nghĩa là nhân với f. Thế nên là V của mình bằng lambda nhân với f. Câu 73 đáp án B, được chưa? Thế cách nhớ có dễ hiểu không? Có dễ, rất là dễ hiểu, hiểu đúng bản chất của nó luôn. Bước sóng của mình là gì? Là quãng đường truyền được trong một chu kỳ thì bằng tốc độ nhân thời gian. Từ đấy mình mới phân tích tiếp ra nhá. Anh nghe điện thoại cái nhá. Alo ạ. À? Dạ vâng. Dạ anh ơi, em nhận được cái thông tin đấy từ chiều rồi anh ạ. Chắc là em sắp xếp mấy hôm nữa em qua em làm ạ. Vâng vâng em có lịch ấy rồi ạ. Em có cái lịch ấy rồi ạ. Vâng, em cảm ơn anh. Em chào anh. Rồi ok, tiếp tục anh em ơi. Tiếp tục nào. Câu 74 nào. Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường A với tốc độ của VA, thấy chưa? Thì khi truyền trong môi trường B với tốc độ VB bằng 2 lần VA nhá, thì bước sóng trong môi trường B sẽ là gì? Được chưa? Thì nhớ cho anh là gì? Tần số của mình sẽ không thay đổi theo thời gian, được chưa? Đấy, tần số là không đổi nhá, được chưa? Lambda của mình thì bằng với V chia cho F đúng không nào? Vậy thì khi mà tốc độ tăng lên thì lambda cũng sẽ tăng lên, được chưa? Tốc độ truyền sóng trong môi trường B gấp đôi lần tốc độ truyền sóng trong môi trường A thì làm sao? Thì cái bước sóng trong môi trường B cũng sẽ lớn gấp 2 lần bước sóng trong môi trường A. Câu câu 74 mình phải là bạn A nhá. 74B này, Kiều Lan Hương ơi, xem lại em nhá. 74 phải là A nhá. Câu 75 nào? Câu 75 nào? Sóng cơ truyền được trong môi trường có trục Ox theo phương trình là U bằng 3 cos của 20T trừ đi 4X. X là bằng mét, T tính bằng giây. Thời gian sóng đó truyền được quãng đường 120 m. Rồi, muốn tìm cái thời gian mà sóng đó truyền được quãng đường 120 m ấy, được chưa? Đây, T của mình nha thì sẽ bằng với 120 và chia cho tốc độ truyền sóng, được chưa? Muốn biết tốc độ truyền sóng ấy thì đầu tiên mình cứ làm tử tế một câu nhá, xong anh suy ra công thức rút gọn cho em nhá. Đầu tiên là 3 cos của gì đây? 3 cos của 20T được chưa? Trừ đi 4x đúng không? Đúng không? Thì trừ 4x của mình này, nó sẽ chính bằng với trừ 2pi d chia cho lambda đúng không nào? Trừ 2pi x chia lambda. Được chưa? Trừ 2pi x chia lambda. Từ đây nhá, suy ra được cho anh là gì? Cái hệ số âm 4 này chính là hệ số 2 trừ 2 pi trên lambda này, được chưa? Còn cái hệ số này này chính là omega này, đúng nào? Chính là omega này, đúng nào? Vậy thì nhá, anh có là gì? Anh có là tốc độ truyền sóng của mình bằng với gì? Bằng với lambda chia cho gì? Tốc độ truyền sóng của mình bằng lambda chia cho một chu kỳ nhá. Được chưa? Bằng lambda chia cho một chu kỳ ấy, thì chính là omega, được chưa? Bằng omega chia cho gì? Chia cho 2 pi chia cho lambda thôi, đúng nào? Vậy thì nó chính là hệ số của gì? Vận tốc truyền sóng của mình chính là hệ số của t chia cho hệ số của x nhá. Tốc độ truyền sóng của mình ấy sẽ là hệ số của t chia cho hệ số của x nhá. Nhớ nhá, hệ số của t. Được chưa? Hệ số của t chia cho hệ số của x. Được chưa? Hệ số của x. Được chưa? Chia cho hệ số của x nhá. Ok không em? Ok không em? Nhớ nhá, là hệ số của t chia cho hệ số của x. Được chưa? Rồi, vậy thì bấm nào. 20 chia cho 4 thì vận tốc truyền sóng của mình là 5. V của mình là 5 đúng không nào? Vậy thì thế này là 120 chia cho 5. 120 chia 5 này bằng 24. Đấy, 24 giây. Câu 75 đáp án A. Được chưa? Làm kỹ một câu để những câu sau mình làm tương tự. Được chưa?
Câu 76 nào, người ta gây ra một dao động với tần số là 20 Hz ở đầu ô của một sợi dây rất dài, thấy chưa? Tạo nên sóng ngang lan truyền trên sợi dây. Sau 6 giây, sóng truyền được 3 mét, bước sóng của mình là gì? Rồi, sau 6 giây nhá, truyền được 3 mét, vậy thì tốc độ của mình sẽ là V bằng với 6 chia cho 3, bằng 3 chia 6 chứ bằng quãng đường chia cho thời gian. Thấy chưa? Bằng 0,5 mét trên giây, thấy chưa? Lambda của mình ấy thì bằng với gì? Bằng với V chia cho F, thấy chưa? Bằng 0,5 nhân 20. 0,5 nhân 20 nào? Là bằng bao nhiêu? 10, thấy chưa? 10. Ơ xem nào, xem bấm sai chỗ nào không nào. Bước sóng là bao nhiêu? 3 giây, 6 giây truyền được 3 mét thì vận tốc của mình là 3 chia 6 này là 0,5 mét trên giây này. Lambda à chia chứ. Đây viết chia mà rồi lại viết nhân, ảo thật đấy. 0,5 chia 20. Đó nhiêu đây? Bằng 0,025. 0,025 thì tương với bao nhiêu? Tương với 2,5 cm. Câu 76 đó B. Câu 77 nào? Theo phương truyền sóng, khoảng cách từ đỉnh sóng thứ 3 đến đỉnh thứ 8 kể từ ô, từ đỉnh thứ 3 đến đỉnh thứ 8 nhá. Thì đếm cho anh này, từ thứ 3 đến thứ 4 là 1 nhá. Đúng nào? Vậy thì từ thứ 3 đến thứ 8 của mình phải là 5, được chưa? 5 bước sóng, 5 lambda nhá. Thấy chưa? 5 lambda, được chưa? Bằng với 5 lần của gì? V và nhân với T thôi, bằng 5 nhân với gì? 5 nhân 0,5 và nhân với 0,4. Thấy chưa? 5 nhân 0,5 nhân 0,4 là bằng bao nhiêu đây? Bằng đúng 1 mét luôn, được chưa? Bằng đúng 1 mét luôn, được chưa? 5 bước sóng của mình đúng 1 mét. Câu 77 đáp án A. Câu 77 đáp án A. Tiếp nào, câu 78 nào. Sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng trong khoảng thời gian 2 giây? Rồi, tính chu kỳ cho anh em nhá. Chu kỳ của mình là bằng 2π này chia cho omega này, bằng 2π nhá, chia cho 20π, được chưa? Là bằng với bao nhiêu đây? Bằng với 0,1 giây. Wow, thì suy ra được cho anh là 2 giây của mình bằng 20 chu kỳ. Mỗi một chu kỳ thì truyền được bao nhiêu? Mỗi một chu kỳ truyền được một bước sóng. Vậy thì 2 giây tương với 20 chu kỳ là tương với 20 lần bước sóng thôi. Câu 78 đáp án D. Câu 78 đáp án D. Câu 79 nào? Trong khoảng thời gian 0,2 giây, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng? À, tính tương tự thôi, chỉ khác này là pi thôi, thấy chưa? Vậy thì T của mình này bằng 2π này chia cho gì? Chia cho pi này là bao nhiêu? À, bằng 2 giây luôn à, thấy chưa? Chu kỳ bằng 2 giây, vậy thì 0,2 giây thì tương với bao nhiêu? Ơ, hình như lại sai sai nhỉ? T tính bằng mili giây. T tính bằng mili giây anh em ạ. Đây này, T tính bằng mili giây. Thấy chưa? T tính bằng mili giây nhá, thì chỗ này phải là 2 gì? 2 mili giây. Thấy chưa? Chỗ này phải là 2 mili giây. 2 nhân với gì? Nhân 10 mũ trừ 3 giây, 10 mũ trừ 3 nhá. 2 nhân 10 mũ trừ 3 giây nhá, vì đây là tính bằng mili giây mà. Từ đây suy ra được là cái quãng đường mà mình gấp được ấy là T của mình bằng 0,2 giây sẽ bằng là bao nhiêu? 0,2 chia cho gì? 0,2 chia cho 20 mili giây nhá. À, chia cho 2 mili giây nhá. 2 nhân 10 mũ trừ 3 này là bằng 100, thấy chưa? 100 lần chu kỳ thì tương với quãng đường của mình là 100 lần gì? 100 lần bước sóng. Câu 79 đáp án D. Tiếp tục nào? Câu 80 rồi anh em. Câu 80 nào? Trong khoảng thời gian 2 phút thì quãng đường sóng truyền được bằng bao nhiêu lần bước sóng? Được rồi, đây là 10 Hz thì T của mình nhá bằng 0,1 giây, đúng không nào? 2 phút của mình này, 2 nhân 60 được chưa? Và chia cho 0,1 nhá là bằng 2 phút, được chưa? 2 phút thì bằng với 1200 chu kỳ. Suy ra được là quãng đường của mình là 1200 lần lambda. Câu 80 đáp án A. Được chưa? Câu 80 đáp án A. Rồi, tiếp nào? Tiếp nào? Anh em sang trang tiếp theo nào? Sang 205 nào? À 204 nào? Câu 81. Phương trình sóng là gì? Là chỉ tuần hoàn theo thời gian là sai nhá. Phương trình sóng của mình phải là gì? Vừa tuần hoàn theo thời gian, vừa tuần hoàn theo gì? Không gian nhá. Vừa tuần hoàn theo thời gian, vừa tuần hoàn theo không gian thì là đáp án D. Câu 81 đáp án D. Câu 82 nào? Quãng đường sóng truyền được trong 20 chu kỳ là 20 lambda, được chưa? Lambda của mình là V trên F, được chưa? 20 lần V trên F thôi. Câu 82 đáp án C. Câu 83 nào? Câu 83 nào? Quãng đường sóng truyền được trong một khoảng thời gian là 1/3F. 1/3F thì chính là gì? Chính là T trên 3 thôi, chính là T trên 3 đúng không? 1/3 chu kỳ thì truyền được với 1/3 bước sóng. Câu 83 đáp án B. Câu 84 nào? Vì bước sóng với chu kỳ của mình ấy là tỷ lệ làm sao? Tỷ lệ với nhau, được chưa? Bao nhiêu lần chu kỳ thì bấy nhiêu lần bước sóng. Cứ thế đó, cứ là như thế là ra, được chưa? Câu 84 nào? Khi sóng truyền từ môi trường 2 có bước sóng với vận tốc lần lượt là lambda 2 V2 thì biểu thức nào sau đây là đúng? Anh có biểu thức đúng nhất của mình ấy là F của mình không đổi, đúng nào? F của mình không đổi nhá. F của mình không đổi mà F thì bằng gì? F thì bằng gì hả anh em? Lambda bằng V chia F, đúng không nào? Lambda bằng V chia F thì F bằng V chia cho lambda. Được chưa? Bằng V chia lambda, từ đây suy được là
V1 chia lambda 1 bằng với V2 chia lambda 2. Câu 84 đáp án gì? Câu 84 đáp án gì đây? À, nó lại là phải đảo đúng lambda. Vậy thì chuyển đúng lambda sang thì phải là V1 trên V2 bằng lambda 1 chia cho lambda 2. Câu 84 đáp án B nhá. Được chưa? Câu 84 đáp án B anh em nhá. 85 nào, 85 nào, sóng ngang truyền được trong chất rắn và bề mặt chất lỏng. Đúng rồi, câu 85 đáp án D. 86 nào, sóng dọc truyền được trong môi trường rắn lỏng khí, không truyền được trong chân không nhá. Đấy chưa? Câu 87 nào, trong sóng cơ, sóng dọc truyền được trong môi trường gì đây? Lại là sóng dọc à? Thì là rắn lỏng khí thôi. Câu 87 đáp án B. Câu 88 nào, nguồn sóng có tần số 5F truyền đi được quãng đường bao nhiêu? Có hai nguồn sóng dao động trên mặt thoáng gồm một chất lỏng là F với tần một chất lỏng với tần số là F và 5F, thì nếu trong cùng một khoảng thời gian nguồn sóng có tần số F truyền được quãng đường S thì nguồn sóng có tần số 5F truyền được quãng đường bao nhiêu? Rồi, ok, cùng một khoảng thời gian nhá, cùng một khoảng thời gian T này, thấy chưa? Cùng một khoảng thời gian T nhá, thì đây là F này, suy ra được gì đây? F1 chia cho F2, được chưa? Bằng với T2 trên T1, được chưa? Đấy, F trên 5F thì là 1/5. Vậy thì T2 trên T1 sẽ là 5 đúng không nào? Được chưa? Suy ra được T2 của mình bằng 5 lần T1 nhá. Được chưa? Cùng một khoảng thời gian T đi, anh thì anh cho luôn là bằng với T2 bằng 5 lần T1 đi. Đúng nào? T2 bằng 5 lần T1 nhá. Được chưa? Vậy thì quãng đường mình truyền được là bao nhiêu? À khoan, anh em mình bị lừa rồi. Anh em mình bị dối rồi. Vì thật ra là gì? Thật ra nó hỏi là gì? Nó hỏi là trên cùng một gì? Trên cùng một cái môi trường rồi thì tốc độ truyền sóng là như nhau. Trên cùng một môi trường nha thì tốc độ truyền sóng là như nhau. Tốc độ truyền sóng là như nhau ấy thì quãng đường của mình bằng với tốc độ nhân thời gian thôi, đúng không nào? Cùng một khoảng thời gian lại cùng tốc độ nữa, vậy thì sẽ cùng quãng đường. Câu 88 của mình là đáp án D, được chưa? Cùng một khoảng thời gian, cùng một tốc độ, được chưa? Thì gì? Quãng đường của mình vẫn vậy, chỉ có bước sóng thay đổi thôi. Bước sóng thay đổi nhưng mà gì? Nhưng mà quãng đường mà truyền được trong cùng một khoảng thời gian thì không thay đổi nhá. Được chưa? Câu 89 nào. Có hai nguồn sóng dao động trên mặt thoáng với tần số F và 2F. Nếu trong cùng một khoảng thời gian nguồn sóng F truyền được đi quãng đường S thì nguồn sóng 2F cũng truyền được S thôi. Câu này giống câu trên, được chưa? 89 đáp án B. 90 nào? 90 nào? Vẫn là gì? Vẫn là F1 trên F2, được chưa? Vậy thì làm sao? Quãng đường như nhau thì F1 trên S2 sẽ bằng mấy? Sẽ bằng 1 nhá. Câu 90 đáp án C. Được chưa? Câu 90 đáp án C. Tiếp tục nào? Tiếp tục nào? Bị lừa nhiều mới khôn được em ơi. Cố gắng bị lừa ở nhà đi, đi thi đừng bị lừa nữa, được chưa? Tiếp theo nào, 91 nào. Một sóng cơ lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ bằng này. Ban đầu tần số sóng là 1880Hz, để có bước sóng là 0,5m thì cần tăng hay giảm tần số sóng một lượng bao nhiêu? Rồi. Ok chưa? Lambda của mình nha, được chưa? Bằng với V chia cho F, từ đây suy ra được F của anh bằng với gì? V chia cho lambda bằng bao nhiêu đây? 360 chia cho 0,5 nhá. Nào, 360 chia 0,5 thì là 720, đúng không nào? 720Hz. Ban đầu của mình là 180, vậy thì muốn lên 720 thì phải tăng bao nhiêu? Tăng tổng cộng là 540Hz, tăng thêm 540Hz nhá. Câu 90 đáp án B. À, câu 91 đáp án B. Câu 91 đáp án B nhá. 92 nào. Một sóng cơ trong một môi trường với tốc độ 100 cm/s và tần số 20Hz, biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi các phần tử trong môi trường đi được quãng đường 72 cm nhá. 72 cm này, được chưa? Thì nó sẽ tương ứng bao nhiêu? Chia ra 72 chia 4 này là được bao nhiêu đây? 18 chu kỳ, à nhầm, 18 lần A, được chưa? 18 lần biên độ nhá. Câu này bạn nào phải học chương 1 kỹ một chút này. Khi một phần tử dao động được 18 lần biên độ thì mình sẽ tách ra là bao nhiêu? Tách ra là 4 x 4A này, được chưa? Cộng thêm với gì? 2A nữa, đúng không nào? Vậy thì từ đây suy ra được nhá. Thời gian của mình sẽ là 4A của mình là một chu kỳ, 4 lần của 4A thì sẽ là gì? 4 lần chu kỳ. 2A của mình chính là gì? Chính là nửa chu kỳ. Vậy thì đây sẽ là cộng thêm T trên 2 nữa. Được chưa? Ok chưa? Đấy. Vậy thì từ đây suy ra được S của mình ấy cũng sẽ bằng với bao nhiêu? 4,5 gì? 4,5 lambda hay là 4,5 V trên F thôi. Được chưa? Bằng vào 4.5. 4.5 nhân với gì? V của mình là 100 chia cho F là 20. Vậy thì là bằng 22,5. Được chưa? Bằng 22,5. Câu này hơi bị hay đấy. Câu này không phải nhiều bạn biết làm đâu. Chưa chắc các bạn đã biết làm câu này đâu. Câu 92 nào? Đáp án D. Thấy chưa? Câu này là bạn nào phải học thật chắc kiến thức của chương 1 thì mới biết được là khi một phần tử ấy nó dao động tại vị trí của nó được 72 cm là tương với bao nhiêu? Tương với 18 lần biên độ. Từ 18 lần biên độ thì mình tách ra là được gì? 4 lần của 4A và 1 lần của 2A nữa. 4 lần của 4A tương với 4 chu kỳ. Đấy chưa? Vì một chu kỳ nó đi được 4 lần biên độ và nửa chu kỳ đi được 2 lần biên độ. Được chưa anh em? Rồi, câu 93 nào.
Một sóng hình sin có tần số 50 Hz lan truyền theo phương gì? OX. Tại thời điểm đó, tại thời điểm đo được khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là 10 cm là lambda, thấy chưa? Đấy, tốc độ của mình là gì? Tốc độ của mình là V bằng lambda nhân F, thấy chưa? Tốc độ của mình là V bằng lambda nhân F là 10 x 50 thôi, là 500 à? Thấy chưa? 500 cm trên giây. Câu này như lặp lại hay sao nhỉ? 5 m trên giây. Câu 93 đáp án D. Câu 94 nào anh em? Câu 94 nào? Ơ anh em không comment đáp án tiếp à? Hay là anh bị lỗi không thể đọc về comment nhỉ? Anh em đặt comment đáp án đi chứ. Trời ơi, mỗi mình anh làm à? Hỏng hỏng hỏng. Anh em phải comment đáp án đi chứ. Chứng tỏ chưa làm đến đây à? Câu 95 nào? Tần số sóng biển và tốc độ truyền sóng biển có giá trị là bao nhiêu? 10 ngọn sóng này, 10 ngọn sóng nhá. 10 ngọn sóng thì được 36 giây. Thì nhớ cho anh là gì? Sóng truyền theo 2 ngọn sóng. Đúng rồi, câu 9 bạn Hải Anh, câu 94 đáp án C à? Rồi xem có phải C không nhá. 10 ngọn sóng thì là tương với bao nhiêu? 9 chu kỳ, được chưa? 9 chu kỳ nhá. Vậy thì 36 giây chia cho 9 chu kỳ, vậy thì được một chu kỳ của mình là 4 giây. Một chu kỳ 4 giây thì suy ra được là F của mình ấy là 1 chia 4 là bao nhiêu? 0,25 Hz nhá. 0,25 Hz, được chưa? 0,25 Hz. Ôi, thế là C là sai nhá, phải là 0,25 Hz cơ. Được chưa? Vậy là mình chỉ có đáp án A thôi, được chưa? Chỉ có đáp án A thôi nhá. Được chưa? Một người ngồi trên bờ biển trông đến 10 ngọn sóng đi qua trong 36 giây à? 10 chia 36 nào. 10 ngọn sóng đi qua trong 36 giây. À, bằng bao nhiêu? Bằng 36 giây, 36 chia 10 này. 1 chia... À đâu, chia 9 chứ, vậy là 9 chia 36. Vậy là đúng rồi, 0,25 Hz đúng rồi. Vậy thì câu 95 đoạn A luôn rồi. Đúng nào? Ô, 94 chưa chưa? À ok, anh đọc câu đáp án của bạn Hải Anh là câu 94 mà anh lại tưởng là câu 95, anh cứ làm câu 95 xong lại bảo bạn Hải Anh làm sai, ok lỗi anh nhá. Được chưa? Nhô lên 10 lần là gì? Là 9 chu kỳ, được chưa? 27 giây, 27 chia 9 là 3, vậy là bạn Hải Anh làm câu 94 đáp án C đúng rồi. Anh gì? Anh đọc câu 94 xong anh lại làm câu 95 à? Ôi ok, câu 94 đáp án C nhá. Câu 95 đáp án A. Tiếp tục nào, tiếp tục nào. Anh giả vờ đấy để xem các em có theo dõi không đấy. Đấy, thế này các em mới comment chứ. Đấy các em comment đâu? 96 nào. Tại điểm O trên mặt nước tĩnh lặng thì một nguồn sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 20 Hz từ O những nguồn sóng lan tròn ra rộng xung quanh, khoảng cách giữa hai gợn lồi liên tiếp là 20 cm, hai gợn lồi liên tiếp sẽ cách nhau đúng một bước sóng luôn, được chưa? Vậy thì đây là lambda nhá, được chưa? Vận tốc của mình V bằng gì? V bằng lambda nhân F thôi, được chưa? Bằng 20 × 20 là bằng 400 cm/giây. Xem nào, 400 cm/giây à? Xem có đáp án nào không nào? 20 × 20 khoảng cách giữa hai gợn sóng. À, hai gợn sóng chứ không phải hai gợn lồi anh em nhá. Hai gợn sóng thì mới chỉ là lambda trên 2 thôi. Vì sao? Đây này, khi mà mình truyền đi nhá. Thấy chưa? Đây, đây tính là một gợn này và đây tính là một gợn này. Thấy chưa? Đây không phải gợn lồi nhá. Đây một cái gợn lồi, một gợn lõm. Nó không nói rõ là gợn lồi thì mình không kết luận lambda được, mà mình phải là gì? Lambda trên 2. Vì đây là một gợn lồi, một gợn lõm thì cách nhau lambda trên 2. Vậy thì chỗ này lambda của mình phải bằng nhiêu? Lambda của mình khoảng 40. Đúng nào? Phải là 40 x 20. Thấy chưa? 40 x 20 thì sẽ bằng 80 nhá. Bằng 8 chặt à, bằng 80 cm/giây. Thấy chưa? Bằng 80 cm/giây. Xem nào, câu 96 nào. Xem nào, đọc kỹ nào. 96 nó thiếu sợi cm này này. Khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp là 20 cm. Hai gợn sóng liên tiếp là 20 cm thì là lambda trên 2 này. Thì lambda của mình là 40 này, được chưa? Vận tốc của mình thì bằng gì? Bằng lambda nhân F thì là 20 nhân 40 thì là 800 cơ mà. 800 cơ mà, không có đáp án 800 à? Ở đây nó không có đáp án 800 nhỉ? Hay là nó có thiếu nhỉ? Xem nào có 96 đề bài cho là gì nhá? 96 nào. 96 đáp án là C à? Cũng không ổn lắm nhỉ? Nếu nó cho là hai gợn lồi liên tiếp, được chưa? Hai gợn lồi liên tiếp, được chưa? Lồi lên ấy, hai gợn lồi lên liên tiếp ấy, được chưa? Thì nó là cũng phải là 400 cơ. Lúc đấy nó phải là 400 cơ, được chưa? Câu này hơi lỗi, được chưa? Câu này anh sẽ sửa lại nhá. Câu này sửa lại tạm này, 400 đi, được chưa? Vì bấm 20 x 20 mà, phải là 400 chứ, 40 là không được, đúng không nào? 40 là không được rồi. Thế là câu 96 tạm đoán C nhá. Tiếp nào, câu 97 nào, câu 97 nào anh em? Câu 97 nào, ok, sẽ nốt lại câu 96 là lỗi này, câu 96 của mình là lỗi nhá, nốt lại, được chưa? Câu 97 này, câu 97 này, UM của mình là A sin của 2 pi FT, được chưa? Thì phương trình dao động vật chất của tại O, thì nhớ là gì? O của mình ấy, một phóng lan truyền từ O đến M. Từ O đến M là O phải làm sao? Sớm pha hơn M. O phải sớm pha hơn M nhá. Được chưa? Vậy thì mình phải cộng thêm 2πd nữa, được chưa? Cộng thêm 2πd chia cho lambda nữa, được chưa? Rút 2π ra ngoài, rút 2π ra ngoài bên trong sẽ là FT cộng với lambda, à cộng với D trên lambda,
Bây giờ rút 2pi ra ngoài nhá. Đây rút 2pi ra ngoài này, rút 2pi ra ngoài, những cái này là trừ thì loại, phải là cộng mới đúng. Câu 97 đáp án C. Nhớ cho anh là gì? O truyền đến M thì O phải sớm pha hơn M. O sớm pha hơn M thì phải lấy pha của M cộng thêm độ lệch pha. Câu 98 nào? Câu 98 nào? Phương trình dao động tại điểm M khi có sóng truyền qua là bao nhiêu? Biết cái nguồn sóng của mình là O này, được chưa? Đấy, của nguồn nhá. Nguồn bao giờ cũng là sớm pha nhất. Tất cả những thằng khác đều phải trễ pha hơn nguồn, được chưa? Đấy, đều phải trễ pha hơn nguồn nhá, nhớ nhá. Được chưa? Vậy thì ở đây là A cốt của gì? A cốt của omega T rồi đúng không nào? Phải trừ đi gì? Trừ đi cái gì? Trừ đi cái độ lệch pha nữa là rút omega ra ngoài đúng không nào? Mình là trừ 2pi d chia cho lambda này, rút ông omega ra ngoài nhá thì rút ra được là 2pi trên t đúng không nào? Rút 2pi trên t ra ngoài. Được chưa? Thì chỗ này sẽ còn là nhân với gì đây? Bằng 2pi chia cho t, và bên trong này sẽ là dt nhân d chia cho lambda. Đúng không nào? T nhân d chia cho lambda thì ra được cái gì? Ra là bao nhiêu? T chia lambda thì sẽ là bằng v đúng không nào? Bằng 2pi này. Được chưa? Chỗ này bỏ dấu trừ đi đã nhá. Bỏ dấu trừ, tạm dấu trừ đi nhá. Thì chỗ này sẽ là bằng 2pi chia cho t và nhân với gì? Nhân với d trên v, được chưa? Hay là x trên v đấy. X trên v cũng được, đúng không? Vậy thì a của mình sẽ là a cốt của gì đây? A cốt của omega. Được chưa? Nhân với t, được chưa? Và trừ đi gì? Trừ đi d trên v. Đó, trừ d trên v hay trừ đi x trên v đấy. Được chưa? A cốt của omega nhân mở và kép t trừ đi x trên v. Câu 98 đáp án D. Câu 99 nào? Có đường kính chênh lệch nhau bao nhiêu? Rồi, đường kính chênh lệch nhau bao nhiêu thì câu này ở anh chữa rất là nhiều lần rồi đúng không nào? Anh chữa rất là nhiều lần rồi, đường kính của mình ấy. Đây anh vẽ hai cái vòng tròn ra nhá. Thấy chưa? Vẽ hai cái vòng tròn ra này. Đấy, thì hai cái này là hai gợn lồi, đúng không? Hai gợn lồi của mình phải làm sao đây? Phải hơn kém nhau làm sao? Hơn kém nhau 2 lambda, đường kính của mình phải hơn kém nhau 2 lambda. Vì sao? Vì đây lên đây là 1 lambda này, và đây lên đây của mình cũng là 1 lambda nữa này, thì đường kính của đường tròn lớn ấy phải lớn hơn đường kính của đường tròn nhỏ là 2 lambda, được chưa? Vậy thì đường kính chênh lệch nhau là 2 lambda nhá, được chưa? Lambda của mình thì bằng với gì đây? Bằng với v trên f nữa, bằng 2 lần v trên f nữa, được chưa? Nào, v của mình là 40 chia 20 là bằng 2. 2 nhân 2 là 4. Vậy thì câu 99 đáp án A, được chưa? Bằng 4 cm. Câu 100 nào? Khoảng cách giữa ba đỉnh sóng liên tiếp, được chưa? Ba đỉnh sóng liên tiếp là 2 lần gì? 2 lần bước sóng. Vậy thì suy được lambda của anh bằng 12 cm, được chưa? Rồi, khoảng cách mà hồ nước nhô lên 10 lần trong 36 giây. Vậy thì chu kỳ của anh là mấy? Chu kỳ của anh ấy là 36 chia cho 9, được chưa? Đấy, 36 chia 9 là 4 đúng không nhỉ? 36 chia 9, 4 giây, được chưa? Đấy, vậy thì bây giờ mình có tốc độ v của mình ấy thì bằng với quãng đường chia cho thời gian, được chưa? Quãng đường chia thời gian bằng 12 chia cho 4 bằng với 3 cm trên giây. 3 mét trên giây nhỉ? Đây là mét mà, đúng không? Đây là mét, anh nhầm thành cm. Phải là gì đây? Phải là 3 mét trên giây. Câu số 100 đáp án A. Rồi, 48 phút 100 câu. Rồi, tiếp nào. Anh em có muốn tiếp không? Hay là 100 câu là đủ rồi? Anh em có muốn tiếp không? Anh em muốn tiếp comment cho anh xem nào. Chưa, có vẻ anh em ao ra rất là nhiều rồi. Nên thế mình có nên dừng lại ở câu 100 không nhỉ? Mình có nên dừng lại ở câu 100 không nhỉ? 100 đang là số đẹp. Anh em có muốn tiếp tục không? Anh em có muốn tiếp tục không? Comment để anh còn biết nào. Một trang 205 à? Vậy là mình cũng chữa được 10 trang rồi đấy. 10 trang là dừng cũng được đấy nhỉ? Anh em có muốn tiếp không? Tiếp à? Nào xem nào. Mới có mấy ông comment rồi. 1, 2, 3 ông, 4 ông. 4 ông comment à? 4 ông comment không bỏ nhỉ? Xem nào. 5 ông nào. 5 ông. Được rồi. Ok. Được đấy. Cảm giác ok đấy. Một ông dừng rồi. Vậy là trừ 5 ông tiếp và một ông dừng là 4 ông. Mới có 4 ông thôi. Thấy chưa? À, lại thêm một ông nữa. Rồi ok. Chiều lòng số đông nha. Thấy chưa? Bình thường là mình chỉ chữa 10 trang rồi đấy. Tiếp nào. Câu 101 nhá. Nếu gọi bước sóng lambda thì khoảng cách giữa n vòng tròn nhá. Liên tiếp sẽ là gì? Khoảng cách giữa n vòng tròn liên tiếp thì đây, hai vòng tròn mình sẽ cách nhau bao nhiêu? Cách nhau 1 lambda. Vậy thì n vòng tròn sẽ cách nhau là n trừ 1 nhân lambda thôi. Câu 101 đáp án B. Câu 102 nào. Khoảng cách giữa 12 đỉnh sóng liên tiếp. 12 đỉnh sóng liên tiếp nhá. 12 đỉnh sóng liên tiếp thì sẽ là bao nhiêu? 11 lần lambda, được chưa? 11 lần lambda, vậy thì lambda của mình mấy? Bằng 12/11 đúng không nào? 12/11. Rồi, có tốc độ bằng này, f của mình nhá thì bằng với gì đây? V của mình ấy thì bằng lambda nhân f đúng không nào? Vậy thì f của mình ấy thì bằng v chia cho lambda. Đấy, bằng 10 chia cho 12/11. 12/11 nào. Bằng bao nhiêu đây? Bằng với 55/6
bằng với 55/6, được chưa? 55/6 hex. Câu số 102, à câu số 102 đáp án B. Tiếp nào, 103 nào. Tốc độ chuyển sóng là gì? Với tần số 120 m tạo ra sóng ổn định trên mặt nước, xét 5 gợn lồi liên tiếp về phương truyền ở cùng một phía. Gợn lồi thứ nhất cách gợn lồi thứ 5 là 0,5 m. Gợn lồi thứ nhất cách gợn lồi thứ 2 là 1 lambda này, thì cách gợn lồi thứ 5 sẽ là 4 lambda, đúng không nào? Vậy thì 0,5 của mình bằng 4 lambda. Từ đây suy được lambda. 0,5 chia 4 là bao nhiêu đây? 0,125. Ok, anh nói nhỏ một chút nhá. Rồi ok, anh nói nhỏ một chút để giữ giọng nói chuyện với anh em nhiều hơn nhá. 0,125 được chưa? 0,125 m, được chưa? Sau 0,125 m rồi, mình tính tốc độ v bằng cái gì? V của mình ấy thì bằng lambda nhân f, 0,125 nhân 120. Được chưa? Ok, cảm ơn anh em nhá. Anh em nhắc nhở là anh tiếp thu ngay, nói nhỏ lại luôn, được chưa? 15 m trên giây. Câu 103 là đáp án B. Tiếp theo nào? 7 gợn lồi liên tiếp là 3 cm, được chưa? 7 gợn lồi liên tiếp thì là 6 lambda bằng 3 cm. Từ đây suy được lambda của mình bằng 0,5, được chưa? Đấy, v của mình bằng lambda nhân f. V của mình nha, bằng lambda nhân f, được chưa? Bằng với 0,5 nhân với 100. Đấy, 0,5 nhân 100 thì là bằng 50 cm thôi, 50 cm trên giây. Câu 104 đáp án B. Câu 105 nào? Câu 105 nào? Biết tốc độ chuyển sóng trên dây là ở cùng một thời điểm hai gợn lồi liên tiếp nha. Hai gợn lồi liên tiếp rồi thì cách nhau có bán kính chênh lệch nhau bao nhiêu? Có bán kính chênh lệch nhau bao nhiêu à? Ờ rồi thì nó vẫn là lambda thôi, cũng vẫn là lambda thôi. Lambda của mình là V chia cho F bằng với 30 chia cho 10, được chưa? Bằng 3 cm. Câu số 105 đáp án C. Tiếp nào, 106 nào. Câu 106 nào. Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường là 4 lần tốc độ chuyển sóng. Rồi, tốc độ dao động cực đại của mình là omega A, được chưa? Bằng 4 lần tốc độ chuyển sóng là 4 lần V. Tốc độ chuyển sóng của mình là V bằng gì? Bằng lambda nhân F. Đúng nào, từ đây chia được lambda của mình ấy là omega A chia cho 4F, được chưa? Bằng chia cho 4F nha. Đấy, chia cho 4F. Nào, omega chia F bằng 2 rồi, bằng 2pi đúng không? Sẽ bằng với 2pi này nhân A này chia 4 này, thì bằng gì? Bằng với pi nhân A chia cho 2, được chưa? Bằng pi nhân A chia 2 nhá. Câu này khá hay đấy, lambda bằng pi A chia 2. Câu 106 là đáp án C. Tiếp nào, 107 nào. Cách nguồn sóng lần lượt là những đoạn 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau bao nhiêu? Rồi, khoảng cách giữa chúng nó là gì đây? Trên cùng một phương truyền rồi thì 33.5 này trừ 31 của mình này, thì khoảng cách của mình nhá là d bằng với 2,5 cm, được chưa? Rồi, mình có lambda bằng mấy đây? Lambda bằng v chia cho f. V của mình là 4 này chia cho 80. 4 chia 80 là bằng bao nhiêu? 0,05 m bằng 5 cm. Được chưa? Đấy, độ lệch pha của mình ấy, delta phi bằng 2pi nhân d và chia cho lambda. Được chưa? 2pi này, được chưa? Nhân với khoảng cách là bao nhiêu? Khoảng cách là 2.5 và chia cho 5 nữa. Vậy thì là bao nhiêu? Bằng pi. Được chưa? Bằng pi nhá. 107 của mình sẽ là lệch pha nhau một góc pi, 107C. Tiếp theo nào? 108 nào. Tốc độ chuyển sóng là gì? Tốc độ chuyển sóng là gì? Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất cùng phương chuyển sóng. Cùng phương chuyển sóng nhá. 0,5 cm, có độ lệch pha là pi trên 3, được chưa? Đấy, pi trên 3 nhá. Pi trên 3, vậy thì là 2pi nhân với 0,5, được chưa? 2pi nhân 0,5 chia cho lambda bằng với pi trên 3, được chưa? Từ đây suy được lambda cho anh. Được chưa? Từ đây suy được lambda cho anh là bằng bao nhiêu đây? Lambda của mình ấy sẽ bằng với 2pi nhân 0,5 và chia cho pi trên 3. Được chưa? Là bằng 3, lambda của mình bằng 3 cm. Đó, từ đây suy được tốc độ của mình v bằng với lambda nhân f. F của mình là f của mình mấy đây? Bằng 2 hex, đúng không nào? F của mình bằng 2 hex là bằng 3 nhân 2 bằng 6, được chưa? 6 m trên giây. Giờ 6 m trên giây nhá. Câu 108 đoạn B. Tiếp tục nào. Câu 109 nào. Một sóng cơ hình sin với trục Ox x bằng như này thì biên độ của sóng của mình là a thôi. Câu 109 đáp án B. Tỷ số giữa vận tốc truyền sóng và tốc độ cực đại m là 0,5, tỷ số giữa lambda và a là bao nhiêu? Rồi, biên độ A đúng không nào? Tỷ số giữa gì đây? Giữa tốc độ chuyển sóng và gì? Và tốc độ cực đại, tốc độ chuyển sóng của mình V bằng với lambda chia cho F, được chưa? Bằng lambda chia F thì bằng với gì đây? Bằng với 0,5 của tốc độ cực đại là A omega, đúng không nào? Từ đây suy ra được là lambda này chia cho A này, được chưa? Sẽ bằng với gì? 0,5 omega chia cho F bằng với 0,5 nhân 2pi và nhân với gì? Nhân với F chia cho F thì bằng với bao nhiêu đây? 0,5 nhân với 2. 0,5 nhân 2 thì bằng hết, chỉ còn pi thôi. Vậy thì tỷ số giữa lambda trên A của mình sẽ là pi. Câu 110 đáp án A. Rồi, câu 110 đáp án A. Tiếp nào? Tiếp nào?
cố gắng đến nốt trang này nhá, anh em cố gắng nốt trang này nào, nhiều bạn out phết rồi đấy, mình cố gắng nốt trang này nhá, anh em ở lại cố gắng nốt nào. Tốc độ chuyển sóng trên dây, tốc độ chuyển sóng trên dây của mình ấy là hệ số của t chia cho hệ số của x, có nghĩa là bằng 1 chia cho 4, thấy chưa, bằng 0,25, thấy chưa, x của mình đo bằng mét nên đây là 0,25 mét, thấy chưa, 0,25 mét trên dây đấy, 0,25 mét trên dây, vậy thì bằng bao nhiêu, bằng 25 cm trên giây. Cái này công thức này anh vừa tính rồi, anh vừa dạy rồi đúng không nào? Mình là hệ số của t chia cho hệ số của x nhá. Được chưa? Câu 111 là đáp án B. Câu 112 nào? Tốc độ sóng của mình vẫn là hệ số của t chia cho hệ số của x, được chưa? Là v của mình bằng 6pi chia cho pi. Đấy, bằng 6 gì đây? Nhớ là x của mình tính bằng mét nhá. X của mình tính là mét nên đây là mét trên giây. Được chưa? Câu 112 đáp án C. Tiếp tục này, vận tốc chuyển sóng vẫn là vận tốc chuyển sóng đúng không? Vẫn là hệ số của t chia cho hệ số của x là bằng 20/40. 20/4 thì bằng 5, được chưa? X tính bằng mét, t tính bằng giây nên đây là mét trên giây, được chưa? Câu 113, 5 mét trên giây, đáp án A. Tiếp theo nào, 114 nào. Tốc độ chuyển sóng của mình vẫn là gì? Hệ số của t chia hệ số của x nha. Làm nốt mấy câu cơ bản với anh em nào. 4pi chia cho 0,02. 4pi chia cho 0.02pi. Được chưa? Là bằng 200 nhá. Được chưa? X tính bằng cm rồi, đúng không nào? Thì chỗ này là bằng 200 gì? cm trên giây. Câu 114 đáp án B. Được chưa? Câu 114 B. Xem bot mới của K69 nêu tư vấn chuyển sinh 2023 chưa? Ôi em ơi, sao lại gì? Sao lại PR cái page khác ở trong cái comment của một cái livestream của một page khác thế này hả em? Xóa nhá. Rồi, em mà đăng nữa là anh gì? Em mà đăng nữa là anh gì? Là anh chặn đấy nhá. Được chưa? Lịch live cố định nhá, lịch live cố định thì thầy Ngọc Anh sẽ thường đăng gì? Đăng ở thứ hai hàng tuần nhá. Sáng thứ hai hàng tuần các em cố gắng gì? Các em cố gắng theo dõi nhá, thầy sẽ đăng lịch live hàng tuần đấy. Được chưa? Câu 115 này. Tốc độ cực đại phần tử trong môi trường nhá thì là 100 pi nhân 3 thôi. V max của mình ấy là bằng với a omega nhá. Được chưa? Bằng 3 nhân 100 pi. Đây là đơn vị cm rồi, đúng không nào? Vậy thì là 300 pi cm trên giây. 115 đáp án D. Tiếp theo nào, 116 nào. Tốc độ chuyển sóng là gì? Tốc độ chuyển sóng của mình nhá, được chưa? Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng lân cận là lambda 10 đúng không nào? Được chưa? 10 lần trong 36 giây thì là chu kỳ của mình bằng 36 chia cho 9 bằng với 4 giây, được chưa? Tốc độ chuyển sóng của mình là lambda v bằng lambda chia cho t bằng 10 chia cho 4 bằng với gì? 2,5 mét trên giây. Câu số 116 đáp án D. Câu số 117 nào? Hai điểm trên có vị trí cân bằng cách nhau một đoạn D sẽ dao động điều hòa lệch pha nhau bao nhiêu? Rồi, lệch pha nhau là 2πd trên lambda thôi, 117 đáp án D. Anh có bán rượu không á? Trời ơi, anh không bán rượu em ơi, 118. Anh bán sóng cơ thôi, thấy chưa? Anh bán sóng cơ rồi, say sóng cơ đi em. Em là say sóng chứ không phải say rượu đâu. Thấy chưa? Nào. Các phần tử môi trường ở hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì lệch pha nhau là cùng pha nhau nhá. Nguyên lần bước sóng rồi thì cùng pha nhau. Câu 118 đoạn B. Câu 119 nào? Cách nhau một khoảng lambda, được chưa? Trên trục cos x rồi là cùng trên một phương truyền rồi mà cách nhau lambda thì phải là cùng pha nhau. 119 đáp án D. 120 nào? Tần số 25Hz truyền được OX với tốc độ bằng này, hai điểm gần nhau nhất trên trục cos x mà các phần tử do đó ngược pha nhau thì là lambda trên 2. Được chưa? Bằng với gì? Lambda V trên F. Vậy là V trên 2 cho 2F. Đúng không nào? V của mình là bằng bao nhiêu? 100 chia cho 2 x 25. Được chưa? Bằng 2 nhá. Được chưa? Đó, bằng 2cm. Đây là cm nhá. Đây là cm này. Được chưa? Câu 120 đáp án gì? Đáp án B. Rồi, ok. Sao lại em thích anh cái này? Rồi, ok. Hôm nay mình sẽ dừng lại ở trang bao nhiêu? Ở trang 207 nhá. Cũng tròn 1 tiếng luôn. Một tiếng bao nhiêu? Một tiếng. Thấy chưa? Một tiếng này, thấy chưa? Một tiếng được 120 câu là hợp lý rồi. Thấy chưa? Một tiếng 120 câu là hợp lý rồi. Ok. Làm thế nào để học vận dụng đến vận dụng cao để làm từ 30 đến 40 hả? Làm từ 30 đến 40 ấy, thì thứ nhất là em phải gì? Em phải nắm chắc được kiến thức cơ bản đã. Mà em đã làm được 30 câu đầu một cách chính xác hoàn toàn rồi thì bắt đầu luyện dần bài tập. Những cái bài tập cơ bản ấy thường nó sẽ làm sao? Thường nó sẽ là một cái bước nhỏ trong một bài tập lớn. Khi mà em thạo hết tất cả các bài tập cơ bản rồi ấy thì khi các em gặp bài tập lớn ấy thì em cần phải biết cách phân tích nó ra. Phân tích nó ra xem nó như nào. Đấy chưa? Phân tích nó ra xem là từng cái phần đấy nó là bài toán nhỏ nào thì xử lý từng bài toán nhỏ lên được thôi. Đấy chưa? Thường thì những cái bài vận dụng thường là mình sẽ làm như thế. Còn những bài vận dụng cao ấy. Còn những cái bài vận dụng cao ấy thì nó sẽ làm sao? Những cái bài vận dụng cao thì nó sẽ khó hơn, đòi hỏi cái tư duy sâu hơn một chút. Đấy chưa? Ok, bây giờ 9 giờ rồi nhá.
Nghỉ nhá anh em nhá. 1 giờ 120 câu, theo rồi. Buổi sau mình học tiếp. Hôm nay là vượt chỉ tiêu đấy. Bình thường anh like khoảng 10 trang thôi. Hôm nay được hơn hơn 10 trang đấy nhỉ. Rồi. Khô máu đi anh à, anh cũng muốn khô lắm, anh khô hết cổ rồi. Thôi nha, một tiếng thôi nha, để còn cho các bạn khác còn học trong nhóm khác nữa, hoặc là học ở trong lịch học khác nữa. Các bạn cũng vơi rồi, được chưa? Các bạn cũng nghỉ vơi rồi. Ban đầu được hơn 400 bạn, giờ còn có 223 bạn thôi. Bây giờ mình học tiếp thì những cái bạn kia bạn không học được. Thôi nha. Rồi, ok, bye bye anh em. Bye bye anh em nha, hẹn anh em ở những buổi live sau nha. Bye bye.